Khi nhắc đến các idol K-pop, dễ thương là một trong những điểm thu hút người hâm mộ mạnh mẽ nhất. Thậm chí còn có từ EQ để biểu thị những biểu cảm đáng yêu. Bên cạnh hình tượng cun ngầu và chất lừ trên sân khấu, người hâm mộ luôn hào hứng muốn nhìn thấy một khía cạnh khác của idol ngoài đời, và đó là lý do tại sao EQ rất phổ biến trong giới K-pop. Tuy nhiên, một số idol được cho là cố tỏ ra đáng yêu quá mức để lấy lòng người hâm mộ, đến mức điều đó bị cho là làm lố. 1. Jang Won Jang, ai là một idol hàng đầu Gen 4 hiện nay, Won Jang luôn trở thành tâm điểm trong cộng đồng K-pop. Với danh tiếng đáng nể như vậy, nữ thần tượng chiếm được tình cảm của người hâm mộ trên toàn thế giới, nhưng cũng nhận phải vô số sự căm ghét từ anti. Một lý do khiến Won Jang thường xuyên bị ném đá, đó là biểu cảm khuôn mặt của cô nàng. Khi còn là một phần của X1, sự dễ thương và ngây thơ của Won Jang từng là vũ khí tối thượng, giúp nữ idol vì nó làm nổi bật vai trò em út trong nhóm. Tuy nhiên, Won Jang hiện đang phải hứng chịu chỉ trích về các biểu cảm đó, vì nhiều netizen cho rằng cô nàng đang lạm dụng EQ để gây chú ý. Một ví dụ được nhắc đến nhiều nhất là màn cover ca khúc Way to Go của SNSD, được trình diễn bởi 9 nữ thần tượng đến từ 6 nhóm nhạc khác nhau trên KBS Garo. Có thể thấy rằng Won Jang hoàn toàn là center của màn trình diễn, vì visual của cô nàng dường như được cameraman ưu ái hơn, khi thời lượng lên hình của nữ idol trong toàn bộ màn trình diễn lấn át những người khác, điều này cũng thu hút sự chú ý một cách không mong muốn. Mặc dù nữ thần tượng vẫn rất xinh đẹp, nhưng phần trình diễn của cô nàng bị cho là không phù hợp với một ca khúc tươi vui như Way to Go. Trong khi các cô gái khác nhảy mạnh mẽ và dứt khoát, thì động tác của Won Jang lại bị chỉ trích là quá nhẹ nhàng, như thể đang cố tỏ ra trông xinh nhất có thể, thay vì truyền tải được tinh thần của bài hát. Lời giải thích lớn nhất mà anti đối với Won Jang chính là biểu cảm khuôn mặt xến xúa của cô nàng, điều mà nữ idol liên tục bị vùi dập kể từ khi cô tái debut với ai. Netizen cho rằng biểu cảm của Won Jang ngày càng lố hơn khi cô nàng luôn nở nụ cười giả tạo trong mọi sự kiện và sân khấu. Nhiều người cũng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi khi thấy biểu cảm lặp đi lặp lại của cô nàng với đôi môi bĩu và đôi mắt khép hờ đã trở thành đặc trưng của Won Jang, và cho rằng có vẻ như nữ idol không còn bộc lộ cảm xúc thực sự vì hình tượng xây dựng hoàn hảo trước mắt công chúng. Một số người thậm chí còn thấy biểu cảm của cô ấy đáng sợ và tự hỏi làm thế nào mà Won Jang có thể tập trung vào trình diễn trong khi vẫn giữ khuôn mặt đó. Cuộc tranh cãi không dừng lại ở đó. Khi ai xuất hiện với tư cách khách mời trên Weekly Idol, hành động của Won Jang lại gây ra tranh luận, vì có thể nhận thấy rằng nữ thần tượng liên tục nhìn và quay về phía máy quay, cũng như thực hiện một số cử chỉ dễ thương ngay cả khi các thành viên khác đang nói chuyện với MC. Nhiều netizen cho rằng thay vì hoàn toàn đắm chìm trong chương trình, Won Jang đã siêu ý thức về vẻ ngoài của mình và chỉ tập trung vào việc thể hiện bản thân thật xinh đẹp. Đối với tranh cãi về việc ăn dâu tây, đã khiến nhiều người phát ngán về thành viên ai so với cách cô nàng ăn ở thời X1. Nhiều người nhận thấy rằng Won Jang bây giờ thậm chí không thể mở miệng rộng và chỉ cắn những miếng nhỏ với biểu cảm ngây ngô trong khi ăn. Đó là lý do tại sao Won Jang được cho là đã quá cố tỏ ra dễ thương, với hy vọng sẽ có thêm nhiều người hâm mộ tham gia vào fandom của cô ấy. Tuy nhiên, mặt khác, các fan của Won Jang lại cho rằng sự căm ghét và chỉ trích đối với nữ thần tượng là hoàn toàn vô nghĩa. Vì EQ đã trở thành một phần của ngành công nghiệp K-pop và thậm chí là văn hóa Hàn Quốc, nên không có gì sai khi Won Jang tỏ ra dễ thương, vì cô ấy chỉ đang làm những gì mà một thần tượng nên làm. Thêm vào đó, họ cũng nói rằng những người ném đá Won Jang là những người cần tìm kiếm sự giúp đỡ, vì họ nhạy cảm đến mức có thể nổi điên và ném những lời cay độc vào một cô gái 18 tuổi chỉ vì cô ấy có một số biểu cảm và cử chỉ dễ thương. 2. Juna Itzy. Gần đây, một video cover vũ đạo của Juna đã thu hút sự chú ý của netizen cả tích cực lẫn tiêu cực. Một vài tuần trước, Juna tham gia Pink Venom Challenger của Blackpink, đăng một đoạn clip ngắn cô ấy nhảy và hát nhép theo phần điệp khúc của bài hát trên TikTok. Trong khi người hâm mộ dành nhiều lời khen cho nữ idol vì visual tươi tắn, không make up đậm hay trang phục cầu kỳ, những người khác chỉ ra rằng bước nhảy và biểu cảm của Juna khá gượng gạo vì cô nàng đã cố quá mức để trông sexy. Theo netizen, trong khi vũ đạo của Pink Venom rất mạnh mẽ và dứt khoát, thì Juna lại nhảy một cách khá vụng. Một số người chỉ ra rằng điệu bộ của nữ thần tượng trông quá nữ tính và quá lố, đồng thời động tác có vẻ quá phấn khích, không phù hợp với tinh thần của bài hát gốc một chút nào. Đây không phải là lần đầu tiên nữ idol bị chỉ trích vì những lý do tương tự. Ngay trong buổi V-Live của mình, cô nàng đã cover lại ca khúc Love Die của ai theo yêu cầu của người hâm mộ. Tuy nhiên, khi Juna thay đổi tông giọng, khi cố gắng hát ở âm vực cao hơn, giọng hát của cô ấy trở nên chói tai, đến mức netizen cho rằng mức độ chói trong bản cover của cô ấy đã vượt qua cả Won Jang trong bài hát. Biểu cảm khuôn mặt của cô trong live cũng bị chê là quá điệu. Trước đây, đã có vài trường hợp netizen ném đá Juna vì phản ứng thái quá của cô. Ví dụ, trong một live khác của Juna đang trò chuyện với fan trên ô tô, cô nàng đột nhiên hát hơi theo một cách khá kỳ lạ và dễ thương. Sau khi hát hơi, nữ thần tượng từ tốn nói bless you với một nụ cười rạng rỡ, điều mà theo nhiều netizen là quá giả tạo. Họ cho rằng nét mặt của nữ idol lúc đó khá gượng gạo, như thể cô đang cố tán tỉnh ai đó vậy. Bất chấp những lời ghét bỏ mà Juna phải nhận, vô số người hâm mộ vẫn tin rằng cô không có gì sai và ra sức bênh vực nữ thần tượng. Rõ ràng, Juna chỉ là một cô gái trong sáng, hướng ngoại và tự tin, không ngần ngại thể hiện bản thân và hành động thoải mái. Điều đó có thể khiến một số người cảm thấy khó chịu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có quyền xúc phạm cô ấy. Hơn nữa, người hâm mộ cũng chỉ ra rằng, vì những bình luận khiếm nhã và những lời chỉ trích gay gắt mà netizen nhắm vào Juna, cô gái tội nghiệp giờ đây đã hành động một cách dè dặt hơn và không còn thích thể hiện bản thân như trước nữa. Bằng chứng là cô nàng đã ngần ngại nhảy theo ca khúc Love Die cùng Itzy tại fan meeting của chính họ và thậm chí còn cảm thấy xấu hổ sau khi hát hơi. Vì vậy, người hâm mộ tin rằng những kẻ thù ghét đã buộc một thần tượng trẻ trung, dễ thương phải hành xử trái với bản năng của cô ấy. 3. Somi. Somi hiện đang hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo dưới sự quản lý của The Black Label. Theo đuổi concept Girl Crush Sexy, cô nàng thu hút vô số fan nữ vì cái vai mạnh mẽ và độc lập. Tuy nhiên, khi Somi trở lại với biểu cảm trẻ con dễ thương, phản ứng của netizen lại không mấy tốt đẹp.
Một điều mà nhiều người không thích ở EQ của Somi là biểu cảm khuôn mặt khá gượng gạo. Trong khi cô nàng có vẻ ngoài dễ thương như một chú cún con, nữ idol được cho là thường xuất hiện với hành động chu môi và khuôn mặt hờn dỗi. Một lần trên SBS Inkigaro, Somi đã bị chỉ trích vì vẻ mặt phụ phịu, buồn bã khi thua các nghệ sĩ khác. Netizen cho rằng mọi chuyện không quá nghiêm trọng, nhưng Somi đã phải làm như thể cô ấy bị tổn thương và biểu cảm thái quá để trông thật đáng thương, nhận được sự thông cảm của mọi người. Trong các chương trình âm nhạc khác, Somi lại nhận được nhiều ý kiến tiêu cực khi cư dân mạng nhận thấy phản ứng của cô ở khoảnh khắc chiến thắng khá cường điệu và gây khó chịu. Cụ thể, trong lần giành chiến thắng đầu tiên với What You Waiting For, nhiều người nhận thấy trong lúc chờ được công bố là người chiến thắng, Somi đã có một loạt biểu cảm khuôn mặt được cho là vô cùng khó hiểu khi liên tục bặm miệng, cắn môi và thè lưỡi. Thậm chí, có người đã viết một đoạn dài về việc Somi giả tạo như thế nào, nói rằng giọng nói như trẻ con của cô ấy là một lý do khác khiến nữ thần tượng bị ném đá. Mặc dù giọng của Somi khá dày và ngọt ngào, nhưng cô ấy luôn cố gắng chỉnh nó và nói với tông giọng cao hơn, điều này khiến người nghe rất mệt mỏi. Trước những lời chỉ trích nhắm vào Somi, người hâm mộ của cô nàng đã quyết liệt bảo vệ cô bằng cách phản bác rằng Somi chỉ cố gắng gần gũi hơn với người hâm mộ bằng cách thể hiện khía cạnh vui tươi và thân thiện của mình và không hề giả tạo. Hơn nữa, cư xử dễ thương là bản chất của hầu hết tất cả các cô gái, vì vậy có vẻ như một số netizen đã quá khắt khe với Somi và không thể làm gì khác ngoài việc chê bai nữ idol. 4. Jungwoo, NCT. Không lâu sau khi Jungwoo ra mắt cùng NCT, đã xuất hiện một chủ đề bày tỏ quan điểm EQ của anh chàng. Trong bài đăng, một netizen đã cho thấy cảm thấy khó chịu với việc Jungwoo luôn cố tỏ ra dễ thương. Lấy ví dụ như biểu cảm và cử chỉ của anh ấy tại Weekly Idol. Trong chương trình, người ta thấy Jungwoo thực hiện EQ bằng cách hét lên như một đứa trẻ và cười toe toét, thậm chí còn vặn vẹo giọng của mình một cách dễ thương và giống như một đứa trẻ. Trong khi người hâm mộ thực sự phấn khích với điều đó và thậm chí còn gán cho anh chàng với biệt danh bậc thầy EQ, nhưng có một số lại tỏ ra ghét bỏ hành động của nam idol, nói rằng EQ của Jungwoo quá lố và xến đến mức họ phải bỏ qua phần đó mỗi khi xem tập này. Trong một game show khác với các thành viên của NCT, Jungwoo được cho là đã không từ bỏ việc biểu cảm quá lố đó. Đặc biệt, khi được yêu cầu đánh vần từ barbecue, Jungwoo đã gặp một số khó khăn và không thể đánh vần toàn bộ từ. Ngay lập tức, những lời chỉ trích ập đến với anh như một cơn bão, khi nhiều người cho rằng Jungwoo đã quá ám ảnh với việc tạo ra hình tượng như một đứa trẻ dễ thương mà anh chàng thậm chí không thể nói chuyện một cách bình thường. Tuy nhiên, người hâm mộ của Jungwoo cho rằng tất cả những lời chỉ trích đối với nam thần tượng là vô lý, vì anh chàng chẳng cố tỏ ra dễ thương chút nào. Trên thực tế, Jungwoo luôn là một người vui tính và tràn đầy năng lượng nên đôi khi, cử chỉ và biểu cảm của nam idol có thể thái quá đối với nhiều người. Tuy nhiên, chính sự sôi nổi và vui vẻ của anh chàng đã mang lại tiếng cười và hạnh phúc cho những người xung quanh, và mọi người nên biết ơn điều đó thay vì bới móc nam idol như vậy. Vậy, bạn có nghĩ rằng những idol này thực sự có gì đó xến sẩm trong các hành động và biểu cảm của họ? Hay họ chỉ là nạn nhân của sự soi mói cực độ từ netizen? Còn bạn, ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy để lại dưới phần bình luận để chúng tôi biết nhé! Ngoài ra, các bạn nhớ like và subscribe kênh K-pop channel để biết thêm nhiều nội dung thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.